Thưa quý vị, cùng bắt đầu với tiểu mục cà phê giải trí. Tối ngày 16 tháng 3 tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại biểu các nước cùng với lãnh đạo Bộ Ban ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tham dự chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã khẳng định chủ đề của năm du lịch quốc gia 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với sự kết tinh của thiên nhiên hùng vĩ, vùng đất biên cương và hình ảnh hoa ban thể hiện cho vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Điện Biên với khát vọng hòa bình. Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các địa phương tích cực hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2024, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo của Điện Biên trong việc lựa chọn các chủ đề du lịch, tôn vinh giá trị văn hóa con người tự nhiên ở vùng miền để tạo nên hệ sinh thái du lịch Việt Nam đa dạng sắc màu. Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có 169 chương trình sự kiện hưởng ứng và trong đó có 13 chương trình sự kiện quốc gia. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình sự kiện hoạt động. 128 sự kiện hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.